Kính thưa quý vị, một công ty ắc quy ở Canada thiết kế tải từ nước đá, tên từ Ontario, Canada. Theo một công ty tên là Canadian Tire khẳng định, họ đã vừa thiết kế thành công một chiếc xe tải làm từ nước đá đầu tiên trên thế giới với mục đích là để kiểm tra khả năng hoạt động của các sản phẩm bình điện ắc quy. Theo công ty Canadian Tire cho biết, chiếc xe này được thiết kế nhằm chứng minh khả năng hoạt động của những loại bình điện ắc quy mới ngay cả trong thời tiết giá lạnh và đóng băng. Các nhân viên của công ty đã tháo bỏ phần trên xe của một chiếc xe GMC Silverado và thay thế chúng bằng những tảng băng lạnh. Để chứng minh khả năng mạnh mẽ của sản phẩm mới, chiếc xe này đã được lái thử qua các con đường trong thành phố với quãng đường chính dài hơn 1 dặm. Ngoài ra, nó còn được dùng trong một chương trình quảng cáo dành cho sản phẩm của Canadian Tire. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nói trên, chiếc xe này đã được rã đông để trở về nguyên trạng như ban đầu.